Xin chào các bác đang theo dõi kênh của Khang Phú Đạt Audio. Hôm nay thì có một vấn đề cũng rất là nhỏ nhỏ mà trong thời gian vừa qua các bác khách hàng gọi điện đến nhờ tư vấn giải đáp bên Khang Phú Đạt Audio. Đấy là cái chức năng phantom 48V của cái mixer nó có tác dụng gì và cái cơ chế hoạt động nó như nào? Thì hôm nay em cũng giải đáp cho các bác luôn. Khang Phú Đạt Audio cam kết sản phẩm nhập khẩu chính hãng, bảo hành trong 24 giờ, đổi mới linh kiện không sửa chữa, bảo trì định kỳ 6 tháng một lần. Khang Phú Đạt Audio luôn đồng hành cùng khách hàng. Cái chức năng Phantom Power 48V ấy, thì bây giờ hầu như là trên các mixer hầu như là đều có. Đấy. Thì chức năng của nó là ví dụ như cái mixer Dynacorg CMS600 ở đây thì nó là cái nút nhỏ nhỏ như chỗ này này. Đấy. Các bác bấm lên nó sẽ có một cái bảng báo bên cạnh. Đấy. Nút Phantom Power 48V. Thì những cái công tắc này ấy thì nó sẽ có tác dụng cho những cái mic gọi là mic condenser ấy, hoặc là ở đây em đang có sẵn là một cái mic RTA ECM8000. Đấy. Giả sử như những cái mic như thế này mà chúng ta không 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 có cái chức năng Phantom 48V cấp nguồn cho nó thì nó sẽ không sử dụng được. Đấy, các bác nhá, mic condenser nó không 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 thể sử dụng được. Lô lô nó chẳng có tín hiệu gì cả. Lô 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 lô. Hoặc là ở trong các nhà thờ Công giáo ấy. Các nhà thờ Công giáo thì có một cái tập thể gọi là ca đoàn ấy. Khi người ta hát hợp xướng ấy, người ta hát hợp xướng người ta sẽ sử dụng những cái mic hầu như là mic condenser ấy. Mic cần cái nguồn Phantom này, nguồn 48V. Ví dụ như cái mic này bây giờ em nhấn vào nhá. Nhấn vào này. Lô lô, nó sẽ có tín hiệu ngay. Lô. Nó sẽ báo tín hiệu bên này ngay. Lô lô, đây. Hê 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 hê. Nhưng mà nếu mà tắt nó đi này. Đấy, tắt nó đi một lúc nó sẽ giải nguồn thì chúng ta sẽ không còn tín hiệu nữa, nó sẽ mất tín hiệu. Đây các bác thấy không? Đấy, lô lô. Đấy, nó sử dụng cho những cái mic condenser hoặc là những cái mic chuyên dụng hát hợp xướng cho ca đoàn trong nhà thờ Công giáo. À hoặc là những cái mic mà mic mic bục, mic phát biểu ấy, mic cổ ngỗng ấy. Đấy, mic mic bục cho các đại biểu người ta phát biểu trên bục đúng không? Thì những cái mic đấy có một số mic là nó sẽ sử dụng đến cái nguồn Phantom. Đấy, như cái mic này đây. Lô lô ho ho lô lô đây. Lô lô ho 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 lô lô ho 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 Ave Maria, mẹ ơi đưa con vào một chiều nguyên ánh sáng. Ave Maria. Đấy thì cơ bản là nó những cái có những cái mic mà gọi là mic condenser nhé các bác. Hầu như tất cả các mixer đều có. Ở đây em đang có một con mixer Behringer Kenny. Đây. Vị trí nó lại nằm ở chỗ khác các bác nhé. Đây. Cái mic Behringer này. Senny. Gì nhỉ? Một cái mixer Behringer này, QX 2442 này. Nó cũng có cái chức năng Phantom nhưng mà cái công tắc nó lại nằm chỗ khác. Đây, công tắc như cái này nó công tắc nó sẽ nằm ở chỗ này. Đấy. Cấp nguồn Phantom. Đấy. Còn Behringer X32 thì nó sẽ nằm chỗ này này. Nó sẽ không viết Phantom nữa mà nó chỉ viết cái chữ 48V thôi. Và một lưu ý là khi mà sử dụng cái chức năng Phantom ấy. Sử dụng cái chức năng Phantom này thì cái nó chỉ sử dụng được cái cổng Canon này thôi các bác nhé. Cổng Canon là cái cổng 6 ly này không dùng được. Và ở trong này cũng phải hàn chuẩn, có nghĩa là hàn ba cực ba sợi, ba cực ba dây đi khác nhau. Chúng ta sẽ không không chập nối vào được. Đấy. Muốn sử dụng cái mic Phantom thì chúng ta sẽ phải hàn ba cực. Đấy, hàn ba cực ba sợi tách biệt. Đấy, chúng ta không thể gom được nhé. Thì như thế những cái mic như cần cấp nguồn Phantom thì chúng ta sẽ hoạt động được. Và các bác nhớ nhé, khi mà chúng ta sử dụng cái nguồn này
chỉ sử dụng cho những cái mic condenser thôi. Nhưng mà thực ra thì khi chúng ta sử dụng cái mic dây hay là mic bình thường mà nhấn cái nút này vào thì nó cũng không sao, không ảnh hưởng lắm. Cái nguồn 48V này thì cái dòng của nó cũng rất là thấp. Đấy, cho nên nó sẽ không ảnh hưởng gì đến những cái mic khác đâu. Nếu thấy hay và hữu ích thì nhớ đăng ký kênh và cho bọn em một like nhé. Để tiếp tục theo dõi những cái video hướng dẫn kỹ thuật cơ bản. Đấy, bọn em sẽ ra trong những video tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công. Hãy truy cập website khamphudatradio.com để biết thêm chi tiết hoặc liên hệ với chúng tôi qua số hotline phía Bắc 0981 678 963, hotline phía Nam 0933 333 245. Các bạn cũng có thể đến trực tiếp showroom phía Bắc tại số 8 Phố Hồng Đô, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội, hoặc showroom phía Nam tại số 8 đường số 4, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Đừng quên nhấn like, đăng ký và bấm chuông cho kênh YouTube của Khai Phú Đạt Audio để có thể chiêm ngưỡng những siêu phẩm trong những video tiếp theo.